À mọi người, bữa nay vô bếp nấu bữa cơm chay cùng mình nha Đầu tiên mình sẽ kho rau củ Rau củ mình cắt sẵn Sau đó sẽ quay sang mình cho muối, đường, một chút bột ngọt và ớt vào mình giả nhuyễn Để bắt đầu mình sẽ ớp rau củ này nha Mình hay ớp như vậy nè, để khi kho lên rau củ sẽ thấm và có cái màu xanh đẹp hơn Mình có cho thêm một muỗng hạt niêm rong biển nữa sốc đều lên rồi mình sẽ để nghỉ khoảng 20 phút sau đó mình sẽ làm nước tương xả để ăn với lại rau luộc bình thường nếu mà không ăn chay thì mình sẽ ăn nước mắm xả nhưng mà ăn chay thì sẽ dùng nước tương rau thì mình hái ở ngoài giường rau tập tàng á sau khi mà lụ rau rồi xong á thì rau củ ốp nó cũng thấm rồi mình sẽ đem lên cho dầu vào cho thêm tỏi rồi mình kho nha nhà mình thì không có ăn thiên dây chay cho nên mình dùng tỏi sau khi mà cho rau củ vào á, thì mình trộn lên cho một ít nước rồi mình để lửa lớn mình đậy nắp cứ trộn lên rồi đậy nắp như vậy á để lửa lớn kho một hồi khi nào rau củ chín là được mình có mua thêm đậu hũ để ăn kèm với lại nước tương rau củ chín thì mình dọn cơm ra là ăn được rồi nhìn cái màu xanh ngon ghê chưa mời mọi người ăn cơm online cùng mình nha cảm ơn mọi người đã xem hết video